Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ các bạn uống lại cái cây me các bạn ơi. Thì trước mắt các bạn đây là cây me lúc trước mình hôm nọ mình có uống cho các bạn xem rồi nè. Mình cũng quay cái clip là tạo dáng cây me bonsai đó các bạn. Thì hôm nay khoảng một tháng sau nè. Từ khi mình uống một tháng sau thì nó sẽ ra, nó ra lùm xùm vậy nè. Đó, lúc đó mình mà mới có định hình nó mấy cái nhánh thôi. Thì giờ sau khi một tháng thì nó ra tùm hết trơn rồi nè. Bây giờ mình tiến hành mình cắt nó cho nó những cái nhánh thừa nó hết đi rồi mình uống lại cho các bạn xem cho vui ha. Nó lúc mình chừa lại chỗ đây nó có chút xíu nè các bạn. Giờ nó nằm lùm xùm nè. Lúc cái nhánh này nó có sẵn nè mình chừa lại mà mình sợ nó không có lên được. Nó yếu quá nhưng mà rốt cuộc thì nó cũng phát được, nó lên mạnh đó các bạn. Khi mình xả tán nó thì nó lên quá trời luôn. Thành ra bữa nay nó được cái tay cành này cũng tương đối ổn à. Sau khi mình những cái tay cành hôm nọ mình uống sơ nó ra rồi mình xả cho nó lên tự do các bạn. Mình không có cắt giật gì hết. Thì sau một thời gian nó lên tự do thì nó được vậy nè. Nó cái ngọn hôm bữa mình để nguyên luôn rồi bây giờ nó vậy nè. À, cái clip mà tạo dáng cây me bonsai đó các bạn nào chưa xem thì xem lại ha. Lúc mình mới tạo thì nó chỉ có mấy cái nhánh le que vậy thôi. Thì bây giờ một tháng nó được vậy nè. Đó, sau khi mình cắt tỉa cho nó sạch sẽ rồi bây giờ cái nhánh này là cái nhánh mà mình xả nó nè. Bây giờ mình cắt giật nó lại nè các bạn. Mình quyết định mình cắt lại ngay chỗ cái co này. Nó sau một tháng mình xả thì nó ra được quá lớn đó. Thì bây giờ mình cắt giật lại ngay chỗ cái co này các bạn. Thì cái phương pháp cắt giật nó là gì nữa các bạn? À, có bạn cũng hỏi mình là cắt giật là sao? Thì cắt giật nó là gì? Tức là một thời gian mình xả cho nó lên dài ra. Để chi? Để cho nó lớn cái phần nhánh, cái cổ nhánh ở trong đó các bạn. Cái co đó, những cái co nhánh từ trong ra thì nếu mình xả ngọn ngoài thì nó sẽ lớn lên cái đó ra, cái co nó ra. Thì mình mới được cái co lớn các bạn. Cái tay cành á, tay cành từ trong thân ra nó sẽ lớn đó các bạn thấy không? Thì mình cắt nhịp mình đi thì nó lại là nó có một cái nhịp lắc. À, thứ hai nữa là nó giót từ lớn tới nhỏ nè các bạn thấy không? Đó thì mình chỉ giữ lại hai nhánh này thôi. À, ở bên đây cũng vậy nè, bên đây thì cái nhánh đây lúc mình xả nó ra nè, mình uống sơ cái mình xả thì nó nằm ở đây. Bây giờ mình cũng cắt giật ngang chỗ này. Đó, mình lấy lại nhánh nhỏ thôi. Đó, cái phương pháp cắt giật là nó vậy đó, người ta cắt giật, người ta chuyển từng nhịp các bạn. Nhưng mà mình ở đây thì mình chỉ cắt giật có một lần, hai lần thôi, mình chuyển một, hai nhịp thôi chứ không chuyển nhiều. Đó, sau khi mình cắt giật đồ xong thì mình uống lại cái nhánh đầu tiên này thì nó có nhiều nhánh thì mình uống luôn nữa các bạn. Rồi, mình tiếp tục xả cái nhánh ngọn các bạn để cho nó liền cái mặt cắt. Kéo ra cái mặt cắt thôi chứ nó không liền nổi các bạn ơi. Mình muốn cho nó kéo ra cho nó có cái nhìn nó được thôi. Đó thì sau khi mình định hình sơ thì nó vậy nữa các bạn. Rồi mình tiếp tục mình xả cho nó lên nữa. Đó, chỉ có cái cành này thì nó tương đối hơi ổn nè. Thành ra mình cái chỗ này lúc nó nhỏ xíu các bạn nhớ không, cái clip trước mình các bạn nào chưa xem lại ha, chỗ đó nó nhỏ xíu đó, bây giờ nó xả một thời gian xả thì nó lớn được vậy đó. Đó thì sau khi một tháng nữa, cái này tháng thứ hai nè các bạn, thì nó lên tùm nữa nè các bạn thấy không. Thì hôm nọ mình cắt giật ở đây nè, bên này nó lên nó bự rồi nè các bạn thấy không. Bây giờ nó lên bự thì nó hình như nó hơi đơ lên các bạn. Bây giờ chút nữa mình kéo nó xuống. Đó, trên đây thì mình thấy cái nhánh ở trên này nó không hợp lý. Để chút mình nghiên cứu mình sửa nó lại luôn các bạn ơi. Đó, cái nhánh này thì tương đối hợp lý nè. Nó đâm trái ra quá trời luôn các bạn. Nó đâm nó ra qua chứ không phải. Nó ra qua, chuẩn bị có trái rồi đó. Thì bây giờ mình cho anh em nó
cho sạch sẽ mấy cái nhánh thừa đi. Thì một cái cây kiểng mà muốn làm cho nó đẹp đó thì đòi hỏi phải có thời gian các bạn ơi. Các bạn thấy không? Mỗi lần uống nó có một chút vậy đó thì nó từ từ nó có được một cái cây kiểng đẹp các bạn. Chứ không có thời gian thì không thể nào làm được cây kiểng đâu. Thì thường thường á, mình uống cây cho các bạn xem, mấy cây nhỏ nhỏ mini á, thì mình có bao nhiêu nhánh thì mình đưa vô hết để thành một cái cây chơi cho nó tức nhất thời vậy thôi. Chứ thực sự muốn đẹp thì phải cần cắt giật rồi uống lại nhiều lần thì nó mới có cây đẹp các bạn ơi. Thì đây đối với cây me này á, thì chưa có vô chậu các bạn, bứng về nhưng mà trồng dưới đất, bứng về làm cái bầu để dưới đất á, cho nó nhanh các bạn. Chứ mình vô chậu nó còn lâu nữa đó. Thì mình để dưới đất nó ăn xuống đất được thì nó phát triển nó rất là nhanh. Thành ra là mình để cho mình uống nó có thể rút ngắn thời gian thêm các bạn. Thì tính ra từ lúc mà uống tới giờ cái me này nó được 2 tháng đó các bạn, 2 tháng hơn gì đó. Thì các bạn xem video cũng nhớ góp ý kiến cho mình ha. Mình thì lúc nào cũng cố gắng lắng nghe học hỏi tất cả các ý kiến của các bạn hết. Các bạn cứ thẳng thắn góp ý cho mình ha. Thì bây giờ cái nhánh này nó mình để cho nó xả nó lên dương thì nó hơi dãnh lên các bạn. Dần dùng cái cọng dây gì mà nhờ mình gạch nó xuống thì mình quấn cái bịch ni lông để cho nó đừng có khuyết cái cây nữa các bạn. Mình phải gạch nó xuống vậy chứ nếu không gạch nữa thì thời gian nó dãnh lên nữa các bạn. Thành ra phải gạch để chịu lại, tại cái cây này nó ăn xuống đất á, nó ăn đất thành ra nó mạnh nó vậy á. Còn nếu mình sao này mình vô chậu thì nó hết rồi đó. Cho khi mình gạch mình cố định nó lại rồi mình mới dùng dây mình uống lại những cái tay cành này. Đó, các bạn thấy làm cái cây nó cực đúng không ạ? Rồi hỏi có thời gian có khi là cả năm trời đó mà. Thì cái me này muốn đẹp đó, thì mình nghĩ cũng cỡ cả năm đó các bạn nó mới đẹp được. Trước mắt thì mình là định hình cho nó rồi bắt đầu tay cành nó ra rồi mình uống tiếp tục hoài đó. Thì dự định cái me này cũng như cây bông giấy vậy các bạn. Hôm nọ mình cũng có chia sẻ cái bông giấy đó. Thì mình uống từ từ, cứ lâu lâu một tháng hơn gì đó mình lại mình uống một lần. Rồi mình quay clip lại cho các bạn xem. Các bạn có thích thì theo dõi kênh của mình để xem cái cách mình uống ha. Đối với cây me thì nó rất là dễ uống các bạn, nhánh nó dẻo lắm. Đặc biệt là những cái nhánh non á, nhánh non nó mới ra thì rất là dẻo, uống nó cũng tương đối dễ. Thì đây mình dự định đó là cái cành me này là mình uống theo cái lối là cành lợp á các bạn. Uống cái tán nó xong rồi nó đâm ra tiếp mình uống dậy lên. Thì cái phương pháp mà cành lợp hiện nay thì người ta chơi thì nó rất là nhìn cái cây nó rất là xum xuê, rất là đẹp các bạn. Ngày xưa thì người ta chỉ uống một cái tay cành nó ngang ra là nó một lớp thôi. Còn bây giờ thì mình chơi cái lối tự do hơn. Thì một cành nó ra nhưng mà mình cho nó lợp cho nó dày lên à, nó xum xê cái tán ra thì nhìn nó bắt mắt hơn các bạn. Thì nói chung cái cây bonsai bây giờ thì nó không có bị gò bó như ngày xưa các bạn. Mình uống sao cũng được nhưng mà nó không theo quy luật gì hết, nhưng mà nhìn sao mà bắt mắt, nhìn sao đẹp là được rồi. Cái quan trọng nhất là làm sao mà cho nó uống, làm sao mà cho nó thiên nhiên các bạn. Nhìn nó đừng có bị gò bó quá.
Mặc dù tay cành thì nó cũng là có cái quy cách, quy lực của cái cách chơi kiểng chút, nhưng mà khi mà mình uống nó ra thì mình quyển chuyển nó cho nó làm sao mà nó giống như thiên nhiên thì càng đẹp các bạn ơi. Thì ở đây trước mắt thì mình chỉ uống này là uống định hình các bạn, uống định hình để lấy những cái tay cành, cái xương của nó thôi. Và lúc đó nó ra những cái dâm nhỏ nhỏ thì bắt đầu mình uống tiếp tục thì cái cây nó mới đẹp được các bạn, bởi vì cái thời gian nó phải có thì mới có cây đẹp các bạn ơi. Thì trong khi mình đăng những cái clip thì các bạn xem, các bạn cũng có đóng góp ý kiến cho mình, rồi cũng có nói mình thì uống thật nhiều cái cây để các bạn xem, để mà các bạn cũng có học hỏi cái cách uống. Những các bạn mà mới biết chơi đó thì thật sự mà nói mình cũng rất thích những các bạn mà mới biết chơi mà muốn học hỏi thì cứ mình cũng có để số điện thoại các bạn, thì các bạn cứ gọi hỏi cho mình thì lúc nào cũng sẵn sàng chỉ các bạn hết. Cái mục đích của mình thì muốn nhân rộng cái cách mà chơi bonsai để cho mọi người ai cũng chơi được các bạn. Ở đây mình cũng thường chia sẻ các bạn là khi mà mình chơi bonsai thì mình tự mình uống ra được một cái cây thì nó đã lắm các bạn ơi. Nó thành ra ngày xưa đó mình cũng mằn mò mình đi uống mình chơi bonsai nhưng mà đâu có ai đâu chỉ. Rồi ngày xưa thì cái mạng nó cũng không có. Mình đi ra mình tìm mình mua được cuốn sách thì đọc thì hầu như là cái cuốn sách mình đọc với thuộc lòng các bạn. Như ngày xưa thì nó cũng hơi thiếu thốn một chút, còn bây giờ thì các bạn sướng rồi. Các bạn chỉ lên đây thì mình chia sẻ các bạn, thì thích thì mình cố gắng mình nhìn mình coi cái cách uống của mình, rồi mình tự mình uống ra được cái cây bonsai thôi, rất là dễ, không có gì khó chứ. Chứ còn ngày xưa thì cực nha các bạn, xưa thì muốn đi học không biết học đâu nữa. Đó thì cái tay cành này mình chỉ uống ngang một lớp thôi, thì để sau này nó đâm lên nữa thì mình uống dày lên nữa cho các bạn xem. Thì cái cách mà uống người ta gọi là uống cành lợp đó các bạn, thì đây mình dự định là uống cành lợp cho nó dày lên, cái tán nó sum xuê luôn. Thì các bạn thích thì các bạn cứ đăng ký kênh đi rồi theo dõi kênh của mình, thì cái cây nó đâm ra thì thêm thì mình uống nữa cho các bạn xem cho vui. Đó, các bạn thấy cái cách uống rất đơn giản vậy đó. Mình chỉ cần uống dây vô là mình uống lạ, ẻo lả nó theo cái chiều mà nó thuận cái tay của mình đó các bạn. Còn cái cành bên đây thì hôm nọ mình nó uống mình lợp lên hai lớp rồi nè các bạn. Đó, các bạn thấy nó hơi dày hơn cái cành bên kia thấy không? Ý của mình là mình lợp lên cho nó thật là dày cái tán xum xuê luôn các bạn. Còn bây giờ mình xử lý cái phần ngọn. Cái phần ngọn này thì lúc trước mình uống cái nhánh này nè các bạn thấy không? Thì bây giờ mình cảm thấy nó không hợp lý các bạn, nó nằm vô cái điểm này nó giống như cái điểm dương rồi đó. Bây giờ mình quyết định mình cắt bỏ cái ngọn chính luôn, mình lấy cái nhánh này lên dựng lên làm cái ngọn lại các bạn, cắm thông cái cây các bạn ơi. Sau khi mình ngắm nghía thì mình quyết định mình cắt, không để cái này được, để thì nó lại nó không đẹp các bạn ơi. Hiện giờ cái nhánh này nó nằm ở trong cái điểm âm của cái cây nè các bạn, tức là nó nằm trong co á. Thì bây giờ mình quyết định mình cắt nó, mình cho nó thành nó nằm ra ngoài. Nó từ nằm trong cái điểm âm nó thành ra ngoài điểm dương các bạn. Thành ra bây giờ mình quyết định mình cắt bỏ cái đọt. Nuôi lại cái đọt mới các bạn. Thì cái đọt này chẳng qua là mình nuôi hồi bữa giờ là chẳng qua là nuôi cho nó có một cái đọt bự rồi là nó liền cái mặt cắt thôi các bạn. Đó, thành ra sau khi mình ngắm tới ngắm lui thì mình quyết định cắt bỏ cái đọt này để mình dựng lại cái đọt mới các bạn. Đó thì mình lấy cái cành này nè, mình dựng nó lên cho nó thông cái cây nó thành một cái đọt mới nè các bạn. Đó bạn thấy không, thì mình dựng nó lên tới đó thì mình mới uống lại cái tay bên đây. Đó thì nó chính xác là nó thành cái tay này nó mọc từ cái điểm dương các bạn thấy không.
nó từ cái điểm âm mà nó ra thành điểm dương á, tức là nằm ngoài cái co á bạn, nằm ngoài co, hồi nãy nó nằm trong co, thành ra cái cây mà cái nhánh tay cành mà nó nằm ở trong cái co nó đâm ra thì lại nó nhìn không có đẹp mắt mà, nhưng mà nó không phù hợp với lại cái tạo cái quy luật của thiên nhiên luôn các bạn. Thành ra mình ngắm tới luôn, quyết định thôi bây giờ là làm luôn, chứ mà để lâu sau này không làm được các bạn ơi. Đó, bạn thấy không, thì nó sẽ chuyển từ cái nhánh từ mà điểm âm ra điểm dương đó các bạn. Đó, nó nằm ở đây, nó nằm ngoài nè. Đó, bây giờ mình chỉ cần dựng cái đọt lên thôi thì nó sẽ thành thôi. Thành ra nó cũng cái này chuyển nó cũng rất là đơn giản, thành ra mình cảm thấy được thôi làm luôn. À, sau khi mình uống sơ vậy mình định hình nó là lại một lần này nữa là mình xả nó nữa các bạn. Đó, cuối cùng cái cây nó ra như vậy nè các bạn. Đó, các bạn thấy cái đọt nó ra ở trên nó, mình dựng từ cái nhánh lên thành đọt đó. Thì mình để cho nó xả cho nó lên một thời gian nữa thì mình uống tiếp. Đó, các bạn thấy cái đọt không? Mình dựng lên cái đọt nó thấy nó thông cái cây hơn hồi nãy các bạn. Thì các bạn xem cũng nhớ góp ý kiến cho mình ha. Thì chuyến sau mà nó lên nữa thì mình quay cái clip lại mình đăng cho các bạn xem. Thì mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của mình. Video mình đến đây cũng kết thúc rồi. Mình xin chào và hẹn lại cái video tiếp theo ha. Rồi, xin chào.